Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 12, trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, ngay thềm lễ Giáng sinh và năm mới trong bối cảnh điều không mong muốn lại xuất hiện. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều tối, ngày 25 tháng 12 năm 2020, được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất vào phiên chiều tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng tại thị trường vàng thế giới trong phiên sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.879 USD trên ounce, tương đương khoảng 53,3 triệu đồng trên lượng chưa tính thuế và phí. Giá vàng giao tháng 2 năm 2021 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.883 USD trên ounce. Trong đêm ngày hôm qua, ngày 24 tháng 12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.873 USD trên ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.879 USD trên ounce. Giá vàng thế giới đêm 24 tháng 12 cao hơn khoảng 23,1%, tương đương khoảng 352 USD trên ounce so với đầu năm 2020. Hiện tại, vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD của ngân hàng có giá khoảng 53,1 triệu đồng trên lượng chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,7 triệu đồng trên lượng so với giá vàng trong nước. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng ngay thềm lễ Giáng sinh và năm mới, trong bối cảnh điều không mong muốn này lại xuất hiện. Vàng tiếp tục xu hướng đi lên ngay sau khi nước Anh phát hiện biến thể mới thứ hai của virus SARS-CoV-2 với khả năng lây lan cao hơn và dường như đã biến đổi nhiều hơn. Đây thực sự là điều không mong muốn đối với nước Anh cũng như trên thế giới. Biến thể mới được đánh giá là vô cùng đáng quan ngại. Nước Anh ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong vài ngày gần đây và đã phải thắt chặt các hạn chế phòng dịch ở thủ đô London và khu vực miền Nam England. Anh đã ghi nhận hơn 68.000 ca tử vong trong số 2,1 triệu người nhiễm COVID-19. Vàng tăng giá còn do nền kinh tế Mỹ tiếp tục có những dấu hiệu chững lại khi số mắc COVID-19 tăng vọt. Chỉ số niềm tin tiêu dùng ở Mỹ giảm do thu nhập cá nhân và chi tiêu giảm, trong khi doanh số bán nhà mới cũng đi xuống. Ở chiều ngược lại, thông tin tích cực về Brexit khiến nhiều thị trường chứng khoán tăng điểm và qua đó gây áp lực lên giá vàng. Theo thông tin mới nhất cho thấy, Anh và Liên minh châu Âu EU đã tiến sát tới khả năng đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit sau nhiều tháng khó khăn. London và Brussels đang đàm phán về những chi tiết cuối cùng sau khi tìm thấy tiếng nói chung về những điểm mấu chốt. Nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới tăng mạnh sau thông tin trên. Chứng khoán Hàn Quốc lần đầu tiên phá vỡ mốc 2.800 điểm và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới. Dù vậy, điều mà giới đầu tư quan tâm là diễn biến xấu đi của đại dịch COVID-19. Diễn biến đó đang buộc các chính phủ phải áp dụng những biện pháp ngăn chặn mạnh tay, qua đó phủ bóng lên những lạc quan về việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng. Quý vị và các bạn thân mến, về mặt dự báo giá vàng cho ngày mai và thời gian tiếp theo, vàng được dự báo sẽ trở lại xu hướng tăng giá về dài hạn trong bối cảnh đồng USD được đánh giá sẽ chịu áp lực giảm giá nhiều hơn. Khi các nhà đầu tư lựa chọn các tài sản rủi ro hơn và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ lãi suất gần bằng không. Quý vị và các bạn thân mến, quay sang với thị trường vàng trong nước. Trong phiên giao dịch sáng nay, sáng 25 tháng 12, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức 55,25 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và 55,85 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 55,30 đến 55,82 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Còn tại khu vực Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55 triệu đồng đến 55,65 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,25 đến 55,85 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Còn đến phiên chiều nay, sau đây thì chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào phiên chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn trong phiên chiều tối nay duy trì đà tăng, tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua và bán. Đầu tiên là SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào là 5.535.000, bán ra 5.585.000. SJC Hà Nội mua vào 5.535.000, bán ra 5.587.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.526.000, bán ra 5.584.000. Doji Hà Nội mua vào 5.525.000, bán ra 5.580.000. Tại hai hệ thống Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội, mua vào 5.530.000, bán ra 5.585.000. Phú Quý SJC mua vào 5.530.000, bán ra 5.580.000. Mi Hồng mua vào 5.540.000, bán ra 5.570.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.532.000, bán ra 5.578.000.
Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.530.000, bán ra 5.575.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.530.000, bán ra 5.580.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.535.000, bán ra 5.587.000. SJC Nha Trang mua vào 5.535.000, bán ra 5.587.000. SJC Cà Mau mua vào 5.535.000, bán ra 5.587.000. SJC Bình Phước mua vào 5.533.000, bán ra 5.587.000. SJC Huế mua vào 5.532.000, bán ra 5.588.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.535.000, bán ra 5.585.000. SJC Miền Tây mua vào 5.535.000, bán ra 5.585.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.535.000, bán ra 5.585.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.537.000, bán ra 5.590.000. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Phiên chiều tối nay, giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC duy trì đà tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 42.000 đến 100.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là nhận bốn số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào là 5.445.000, bán ra 5.500.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.410.000, bán ra 5.480.000. Vàng 24K mua vào 5.325.7.000, bán ra 5.425.7.000. Vàng 18K mua vào là 3.925.4.000, bán ra 4.125.4.000. Vàng 14K mua vào là 3.010.2.000, bán ra 3.210.2.000. Vàng 10K mua vào là 2.100.4.000, bán ra là 2.300.4.000. Một số giá vàng còn lại, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.